Vài năm gần đây, trên thị trường hoa cúc phục vụ phụ Tết, giống cúc lê được đánh giá là hoa đại gia vì khó trồng, hoa rất đẹp, nhiều bông và có chiều cao gần bằng thân người. Giống hoa này dự kiến sẽ hút hàng trong dịp Tết Nguyên Đán. Ông Huỳnh Văn Thân ở Cù Lao Ông Hổ, thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Lâm Xuyên là một trong số ít ở nhà vườn ứng dụng loại hoa sang trọng này do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang chuyển giao kỹ thuật. Dù được xem là đủ giàu kinh nghiệm, nhưng dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, ông Thân cũng chỉ cung cấp ra thị trường khoảng 370 chậu lớn nhỏ và gần như đã được đặt hàng hết. Có thể ông sẽ chỉ dành một vài chậu mang đến chợ Hoa Xuân, chủ yếu để giới thiệu giống hoa mới này. Cúc pha lê mỗi cặp có giá rất khủng, dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. <laughs>